Rồi, em sẽ giới thiệu sơ lược và em sẽ chạy thử test máy cho anh em xem chiếc xe Revel 170 nha. Xe này mới vừa về từ cửa hàng luôn và em tranh thủ quay video. Em sẽ chạy thử cho anh em xem ha. Anh em nào cần chốt thì liên lạc cho em nha. Để chốt giá nha, con này. Con này thì mới tầm khoảng 98%, rất là ok. Đồ đạc nó nguyên zin, rất là đẹp luôn. Con này máy cực kỳ dữ. Con này thì mới vừa về từ cửa hàng, nó là 170cc. Rồi, em sẽ chạy thử và cho anh em xem, là em sẽ quay kỹ cho anh em phải từng chi tiết cho anh em xem ha. Con này thì 170, con này thì VIP hàng luôn rồi, con này thì khỏi phải suy nghĩ, máy cực kỳ dữ luôn. Em sẽ chạy thử cho anh em ha. Này thì quá ok. Quá tuyệt vời anh em. Con này thì quá tuyệt vời luôn, rất là chuẩn. Nhìn đồ đạc trên xe là còn mới khoảng 98%, xe Revel 170. Một lần nữa Tuấn Mô Tô xin chào tất cả toàn thể anh em đã quay trở lại xem kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em xem chiếc xe Revel 170. Xe này là đẹp keng luôn nha, xe cọp luôn đó, rất là đẹp. Xe này là nguyên ring nha anh em, xe này màu, xe này cực kỳ ring luôn, rất là ring nha. Hệ thống nó 3 thân đĩa, dòng này là dòng mẫu lớn 3 thân đĩa nha. Đó, xe này là 170cc, dòng xe 2 máy, 2 bô, 2 bình xăng, 3 thân đĩa. Xe này mới vừa về tại cửa hàng luôn. Con này thì cực kỳ zin luôn, rất là mới. Đồ đạc trên xe là rất là chất lượng nha. Hầu như là mới 90% lận như xe mới, rất là đẹp luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha. Vì dòng 170 mà mẫu này kiểu này rất là khó tìm. Đó, anh em để ý ha, xe này thì còn rất là keng luôn. Còn mới khoảng 98%, xe rất là đẹp luôn. Đó, máy mát thì cực kỳ zin. Nước sơn và đồ nhìn trên xe rất là bén luôn nha. Con này 170 thì nó 3 thân đĩa. 3 thân đĩa, con này thì cực VIP luôn. Mẫu 3 thân đĩa mâm đũa nha. Đó, mẫu này rất là đẹp anh em. Anh em để ý ha. Con này thì mới vừa về từ cửa hàng nha. Em cũng tranh thủ rửa ráy canh chỉnh rất là kỹ. Đưa video lên cho anh em xem. Anh em nào cần thì liên lạc cho em. Con này vỏ trước vỏ sau nhông trên đĩa mọi thứ em thấy rất là ok, rất là chuẩn. Đó, đồ đạc bô nổ rất là hay. Dòng 170 thì máy nổ rất là lực, rất là mạnh nha. Đó, tiếng máy nổ rất là lực luôn. Sau này thì cực kỳ đẹp rồi. Đó, đẹp hơn mấy con trước rất là nhiều, anh em để ý nha. Mấy con trước anh lấy về không có đẹp bằng con này đâu. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Anh em để ý ha, nó quá mướt luôn nha. Mà con này hiện tại bên Tuấn Mô Tô đang bán ra với cái giá là 46 triệu nha. 46 triệu Revel 170, dòng xe mẫu lớn nha anh em. Máy tròn nha, máy lớn luôn. Đó, anh em để ý ha. Con này anh em nhìn nè, nhông trên đĩa ha. Vỏ trước, vỏ sau, tất cả mọi thứ rất là bén luôn, cực kỳ bén. Em thấy con này khá là đẹp luôn. Đó, yên bọn đồ, nhìn đồng hồ đồ rất là đẹp anh em để ý ha. Ghế ngậu nào nhìn cũng rất là ok. Đó, bi đông đồ xi đồ nhìn rất là bén luôn. Nước sơn rất cực kỳ mới vì bên em mới lọc keo ra. Xe này là dán keo nguyên chiếc bên em về lọc ra đó, nhìn rất là đẹp. Đèn trước có gắn đèn led luôn, rất là sáng nha. Đèn trước có đèn led luôn, anh em về đi tỉnh bật lên rất là sáng nha. Nha nè, đèn led đèn trước luôn, nhìn rất là sáng.
Anh em nào cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá nha. Con này thì VIP hàng luôn, rất là đẹp anh em. Theo em được biết thì nó khá là đẹp luôn, khá là ok. Đó, đồ đạc trên xe thì nó nguyên ring hết, ốc vít đồ rất là đẹp, rất là sáng. Nước sơn thì gọi ở bàn đi, xe này có vô bình xăng Nhật rồi nè, bình xăng xịn luôn. Đó. Xăng này thì tầm mua giá không bao giờ rẻ đâu. Đó. Can hình nè, để ý ha. Con này thì máy tròn, máy lớn, body nó nằm trong. Anh em nào muốn thay body hoặc muốn lau chùi body thì cứ việc mở hai con ốc này ra thì nó sẽ lòi cái body trong này. Vì con này máy lớn, nó body nó nằm trong đó. 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường nha. Cái tem nó còn nguyên ring. 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Hộp số nó thì 56. Đây là cái tem thông số của nó. Một trước 2 3 4 5 móc lên, nó rất là tiện lợi đó. Số 1 trước 2 3 4 5 móc lên, rất là ok. Con này thì xăng của nó anh em chạy thì tầm 40 cho đến 4 mấy cái 42 cây số 1 lít xăng, rất là lợi xăng. Nó tầm 40 cho đến 42 cây số 1 lít xăng, rất là lợi. Vì dòng 170 mấy dòng này thì nó không muốn xăng bao nhiêu, rất là lợi xăng. Con này thì nó nặng, anh em chạy rất là đầm ha. Anh em đi đường trường, đường xa rất là ok. Con này anh em chạy đường xa, đường trường rất là ok luôn, chạy rất là đầm xe. Con này thì em được biết thì nó khá là ok, rất là mới anh em. Nên anh em nào cần mua xe Rebel 170 để anh em đi Tết thì anh em nhanh tay liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 359 để chốt giá con này. Con này quá là ok, quá là chuẩn luôn. Anh em thừa biết rồi, bên Tuấn Mô Tô bán ra thì toàn xe đẹp nha. Toàn xe đẹp, xe dữ dằn, xe cọp không. Vì bên em chuyên mua bán những dòng xe đẹp, xe xấu là bên em không có chơi. Còn xe nào về thì bên em canh chỉnh, rửa ráy rất là sạch sẽ, rất là kỹ. Khi khách hàng mua về, khách hàng chỉ việc sử dụng thôi, khách hàng không cần làm thêm cái gì. Rất là ok. Khá là đẹp luôn. Đồ đạc trên xe anh em nhìn rất là bóng luôn, rất là sáng, cực kỳ mới luôn. Hệ thống nó là 3 thắng đĩa, 2 đĩa trước và 1 đĩa sau. Phía trước nó 2 đĩa nhìn rất là đẹp. Đó, phía sau là 1 đĩa. Ha. Nhìn khá là ok. Xe này thì VIP hàng luôn. Đó. Ốc vít anh em nhìn nè, như xe mới, rất là sạch sẽ. Đồ đạc trên xe em thấy khá là ok luôn. Quá là tuyệt vời. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì chỉ có bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều video bên Tuấn Mô Tô hơn.
Anh em nào chưa đăng ký kênh bên Tuấn Mô Tô thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ bên Tuấn Mô Tô nha, để theo dõi nhiều video bên Tuấn Mô Tô hơn. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em chịu khó bấm like, anh em chia sẻ lên Facebook để nhiều người cùng xem. Xe bên em bán ra thì toàn xe đẹp không, xe cọp không, nên anh em nào có mua thì ghé ủng hộ em nha. Trong này anh em nhìn nước sơn nè, rất là bóng bẩy luôn, khá là đẹp, quá chuẩn. Nhìn đồ đạc trên xe, nội thất trên xe anh em nhìn nè, rất là keng luôn, từ đầu tới đuôi rất là bén. Bi đông nè, lái rất là dễ luôn, rất là khỏe, cực kỳ mướt. Hầu như bên em hôm bữa giờ bên em bán ra trong vòng một tháng này chưa có chiếc xe nào đẹp như chiếc xe này. Đó. Chưa có chiếc xe nào đẹp như chiếc xe này, nói vậy là anh em hiểu rồi. Trong vòng một tháng quay trở lại đây là chưa có chiếc xe nào đẹp keng như chiếc xe này. Xe này của em thấy nó mới khoảng 98%, rất là ok. Nhông trên đĩa, vỏ trước, vỏ sau, tất cả mọi thứ rất là ok luôn. Con này thì 170. Đó, máy nó nổ rất là lực, rất là hay. Đó, xe này thì nó quá đẹp luôn, quá VIP luôn. Nhông trên đĩa là nhông trên đĩa cao su nha. Đó, nhông trên đĩa này rất là mắc tiền. Đó, anh em để ý, những nhông trên đĩa này rất là mắc tiền. Đó, nhông trên đĩa cao su. Nó là tại sao anh biết anh em nói là nhông trên đĩa cao su không? Vì trong đó là có cao su ở trong đó. Nó rất là mắc tiền. Còn giờ nhông trên đĩa thường cũng có, mấy trăm ngàn cũng có nữa, rất là nhiều. Đó, phụ tùng thay thế con này thì nó rất là dễ luôn. Đó, phụ tùng thay thế con này rất là dễ, hầu như là phụ tùng thay thế nó rất là đơn giản thôi, nó cũng thông dụng như mấy dòng xe khác. Chỉ cần anh em biết mua, anh em ghé lên chợ Tân Thành anh em mua thì phụ tùng thay thế nó rất là dễ, cũng không mát lắm, giá cả nó rất là phù hợp cho anh em luôn, giá cả cực kỳ hợp lý. Mà phụ tùng thay thế con này thì nó cũng không có mát bao nhiêu, giá cả rất là thông dụng cho anh em. Nhắc lại địa chỉ cửa hàng nha, địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào cứ việc lên đó, anh em xem xe, ok giá cả được em sẽ bớt cho anh em nếu như anh em nhiệt tình. Ưu tiên nhất là cho anh em ở xa, anh em ở xa tới, em sẽ phí tiền xăng, tiền gỗ cho anh em, để anh em có xe chạy về. Câu này thì quá VIP luôn anh em, rất là mới nha. Nhưng anh em nào hôm bữa giờ có dặn repair 170 thì anh em nhanh tay liên lạc cho em lên để chốt giá con này. Con này rất là VIP hàng, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Câu này thì quá tuyệt vời. Vỏ của nó anh em nhìn để ý nè, vỏ của nó gai rất là sâu luôn. Đó, gai rất là sâu. Đó. Vỏ trước vỏ sau, đồ đạc trên xe rất là cứng cáp, rất là liên lạc. Bên em bán xe rất là nhanh nha, rất là nhanh, hầu như xe nào về là bán liền. Vì bên em, anh em tại sao biết nhanh nhanh như vậy không? Vì bên em chuyên bán những xe đẹp. Những xe nào về thì bên em canh chỉnh và làm rất là kỹ, rất là đẹp để cho anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, anh em nên để ý cái đó. Xe bên khi mà bên anh em mua bên xe bên em về, anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Vì những xe nào về bên em, anh em rửa ra, anh em nhìn có khi nào mà em có chiếc xe nào mà độ sơ chế không? Không bao giờ có nha. Xe bên em là chuyên bán những xe ring, xe đẹp. Đĩa sau của nó nè, thắng rất là chắc chắn, rất là ăn nha. Bô của nó nổ rất là hay, nhìn bô rất là mới ha. Những xe độ không có độ không có chế thì nhìn chiếc xe nó rất là đẹp. À, anh em để ý ha, những xe rất là đẹp. Anh em nào nhớ đăng ký kênh bên em nha, để theo dõi video sau là chiếc Kawasaki Boss 175. Video sau em sẽ đưa lên cho anh em xem. Đó.
Kawasaki Boss 175 mẫu xe giống y mẫu xe này, giống như mẫu xe này nhưng mà nó chỉ một máy thôi, nhưng mà nó là hãng Kawasaki. Video sau em sẽ đưa lên cho anh em xem. Anh em chỉ khó bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Rồi, và video này thì cũng đã dài rồi, và em sẽ tạm ngưng video này, hẹn anh em video sau. Em sẽ tư vấn nhiều hơn cho anh em. Còn anh em nào muốn biết thêm chi tiết, anh em muốn tư vấn gì thì cứ liên lạc cho em theo số điện thoại 0369669659. Em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cho anh em luôn. Đó, rất là nhiều anh em gọi điện tới và em tư vấn rất anh em rất là ok. Đó. Con này thì thấp chứ không có cao nha, 1m50, 1m55 anh em vẫn ngồi ok nha, vẫn trong chân tới. Vì con này thấp chứ không có cao. Rồi. Em xin chào tạm biệt hết anh em nha.